Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Honda Hồng Đức. Thì hôm nay An sẽ cập nhật cái chương trình khuyến mãi hiện tại đang áp dụng tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10, cũng như là tổng ưu đãi và những cái chương trình trả góp và những chương trình liên quan đang áp dụng cho tất cả các hàng đang mua xe tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10 ha. Và các bạn cùng xem xe với An nào. Thì hiện tại bên An đang hỗ trợ một cái chương trình cực kỳ lớn cho khách hàng mua cái dòng những cái dòng xe tay ga hoặc xe số như là Way Alpha, Ballad, Future, Alad, Vision, S-Hack 350. Thì mình sẽ có chương trình tham gia quay thưởng các bạn. Thì giải đặc biệt là 99 xe S-Hack 350 phiên bản cao cấp đó các bạn. Và đối với chương trình giải nhất thì các bạn sẽ nhận được số lượng xe là 999 xe Vision phiên bản tiêu chuẩn nha các bạn. Đó là cái chương trình hiện tại đang áp dụng giữa các mẫu xe. Trong đó thì mẫu xe Winnie thì mình cũng được tham gia chương trình quay thưởng luôn nha các bạn. Và trong những cái mẫu xe đó, như các bạn mua mẫu xe Way Alpha, Ballad, Vision, khi các bạn quay thưởng mà vô không có chơi trúng xe thì các bạn nhận được cái khuyến mãi là thẻ cào điện thoại trị giá là 600.000 đồng ha các bạn. Còn riêng An muốn nhắc tới các bạn đó là cái mẫu xe Winnie V3 hiện tại ha. Thì các bạn sẽ được hỗ trợ giá là tổng chương trình ưu đãi là lên đến là 20 triệu đồng nè. Các bạn sẽ được hỗ trợ trả góp với 0% lãi suất, hỗ trợ phí đăng ký 3 triệu đồng. Cùng với đó là các bạn vẫn được tham gia chương trình quay thưởng. Trong trường hợp như mình không trúng xe S-Hack 350 hoặc là xe Vision thì các bạn vẫn nhận được cái điện thoại Samsung Galaxy 04S nha các bạn. Chắc ăn là các bạn sẽ được nhận cái điện thoại Samsung Galaxy A04S đó. Ngoài ra thì các bạn trong tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng thì mình sẽ được hỗ trợ phí đăng ký là 3 triệu đồng. Ngoài 3 tỉnh hiện tại thì các bạn sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng phí đăng ký nha các bạn. Đó là cái chương trình hiện tại đang áp dụng cho mẫu xe Winnie X này. Thì trong video này An sẽ báo tất tần tật về giá cho tất cả các bạn ha. Thì An sẽ báo cho các bạn chung về những cái mẫu xe và cái giá khác nhau hết các bạn. Thì hiện tại thì cái mẫu xe Winnie X này thì giá bên cửa hàng An chỉ dao động từ 37 triệu 990 ngàn thôi các bạn. Giá chỉ dao động từ 37 triệu 990 ngàn và nó sẽ tùy theo phiên bản nha các bạn. Bên cửa hàng An thì nó sẽ có thêm những cái màu sơn đặc biệt như là sơn độ nè các bạn, sơn màu xám nè, hay là sơn nấu tem, hay là những sơn cái màu rep son thì bên An đều có hỗ trợ sơn nha các bạn. Thì mình sử dụng những cái màu sơn độ đó thì cửa hàng sẽ bảo hành thêm màu sơn cho mình nữa. Tiếp sau đây thì An sẽ báo giá cho các bạn về mẫu xe Future. Xin mời anh qua mẫu xe Future ha. Thì Future này hiện tại thì giá bên cửa hàng An chỉ dao động từ 34 triệu 690 ngàn cho đến là 36 triệu 690 ngàn ha các bạn. Thì mình sẽ sở hữu ngay được một phiên bản Future LED cực kỳ mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu, mẫu xe số cao cấp hiện tại của Honda Việt Nam. Các bạn vẫn được tham gia chương trình quay thử nha các bạn. Và hiện tại thì bên An đang hỗ trợ tặng một cái gói quà rất là tuyệt vời cho khách hàng mua xe là mình sẽ được nhận là một mũ bảo hiểm đỡ đầu có kính nè, phiếu đổ xăng 2 lít, phiếu giảm 50% phí duy nhất và 30% dịch vụ phụ để các bạn có thể là mua thêm 3 ga phụ kiện cho xe. Và các bạn sẽ được tặng thêm một chi ăn khách hàng một cái cuốn lốc lịch ha, trong cái dịp mà cận Tết như thế này thì cửa hàng Honda Hồng Đức 10 của An sẽ tặng cho các bạn thêm một cái lốc lịch để mình chi ăn khách hàng ha. Thì hiện tại Future thì các bạn đã biết thì nó sẽ có phiên bản bánh căm thắng đĩa nè, cũng như là bánh mâm thắng đĩa. Thì giá thì An vừa chia sẻ cho các bạn chỉ dao động từ 34.690 cho đến là 36.690 hết các bạn. Và trước mắt các bạn đây là những cái phiên bản độ màu sơn cực kỳ hot và bên cửa hàng An bán rất là chạy những cái màu sơn như mà bạc đỏ hay là màu xám chuyển sắc hồng tím này nè các bạn. Cái màu này cực kỳ là hot trend và bên cửa hàng An thì bán rất là chạy cái mẫu này luôn nha các bạn. Tiếp sau đây thì An sẽ mời các bạn quay về cái khu vực xe số của bên cửa hàng An ha, đó là mẫu Way Alpha. Thì hiện tại Way Alpha thì bên cửa hàng An giá chỉ dao động từ là 18 triệu 590 ngàn thôi. Và ở đây thì trên cái bảng này tại sao An ghi lại là 17 triệu 990 ngàn các bạn. Đó là cái chương trình hồi nãy An vừa chia sẻ, nếu trường hợp mình quay không có trúng xe thì các bạn vẫn nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 600 ngàn nên giá nó mới còn lại là 17 triệu 990 ngàn nha các bạn. Đó là mẫu xe Way Alpha, cái giá của phiên bản này. Hiện tại thì tất cả các mẫu xe của Honda Việt Nam này bên cửa hàng An đều có hỗ trợ bán trả góp các bạn. Thì mình có thể trả trước là 10% giá trị xe ha, hoặc là có thể là trả nhiều hơn tùy theo cái mốc trả trước mà các bạn sẽ được nhận với cờ vẹt cốc hay là thời hạn tùy theo mình chọn. Các bạn có thể là dao động từ 6 tháng cho đến là 36 tháng tùy theo cái thời hạn mình chọn để các bạn có thể là lựa chọn được cái khoản số tiền đóng hàng tháng cân nhắc phù hợp với chi tiêu hàng tháng của gia đình mình đó các bạn. Và tiếp sau đây thì An sẽ báo giá với phiên bản Ballad. Phiên bản Ballad thì hiện tại thì như các bạn cũng đã biết thì Honda Việt Nam mình sẽ có chia làm 3 phiên bản: phiên bản bánh căm thắng đùm, phiên bản bánh căm thắng đĩa cũng như là phiên bản bánh mâm thắng đĩa. Thì giá chỉ dao động từ 18 triệu 590 ngàn đối với phiên bản bánh căm thắng đùm, còn đối với phiên bản bánh căm thắng đĩa thì giá chỉ dao động từ 19 triệu 990. Phiên bản mâm đĩa thì mình sẽ dao động từ là 21 triệu 490 ngàn thôi các bạn.
và các bạn vẫn nhận được là cái chương trình quay thưởng nha các bạn. Ít nhất là mình vẫn nhận được thẻ cào điện thoại trị giá là 600.000. Tiếp sau đây thì An mời các bạn qua đến cái mẫu xe số tầm trung hay là mẫu RSX. Mẫu RSX này thì nó chỉ sau dòng xe quen xe bà Future thôi các bạn. Nó cũng được ứng dụng cái công nghệ phun xăng điện tử PCI MFI các bạn. Thì mình cũng được chia làm 3 phiên bản các bạn. Đối với phiên bản bánh căm thắng rầm thì giá chỉ dao động từ 21.990.000. Phiên bản bánh căm thắng đĩa thì giá chỉ dao động từ 22.990.000. Và phiên bản bánh mâm thắng đĩa thì chỉ dao động từ 25.190.000 thôi các bạn. Mình vẫn được hỗ trợ chương trình quay thưởng nha các bạn. Đó là mẫu xe RSX. Thì hiện tại thì bên cửa hàng An đang cung cấp những cái mẫu xe chính hãng của Honda Việt Nam mình phân phối nha các bạn. Và những cái màu sơn zin đang được có mặt đầy đủ tại cửa hàng của An thì nó sẽ có thêm những cái màu sơn độ cực kỳ là hot. Từ những cái mẫu xe số hoặc là xe tay ga thì bên cửa hàng An đều có hết nha các bạn. Và có đặc độ theo ý thích của khách hàng luôn nha các bạn. Rồi, tiếp sau đây thì An sẽ mời các bạn xem tới cái mẫu xe Alex. Hiện tại các bạn thì Alex thì mình sẽ có động cơ 125 và 160. Tuy nhiên bên cửa hàng An vẫn còn có những cái mẫu xe 150 thế hệ trước thì vẫn được rất nhiều khách hàng quan tâm về cái mẫu xe động cơ 150 đó các bạn. Thì hiện tại phiên bản động cơ 150 này bên cửa hàng An sẽ có hỗ trợ chương trình là góp không lãi suất đó nha các bạn. Các bạn chỉ cần trả 50% thôi, động cơ 150 thì bên An sẽ có hỗ trợ góp 0% lãi suất. Riêng động cơ 125 và 160 thì bên An sẽ có lãi suất cực kỳ ưu đãi để hỗ trợ khách hàng mình có thể là sử dụng mua xe. Thì hiện tại An sẽ báo giá cho các bạn phiên bản Alex 125 thì giá chỉ dao động từ 41.990.000 thôi các bạn. Phiên bản 150 thì giá chỉ dao động từ 53.490 và phiên bản 160 thì giá chỉ dao động từ 55.990.000 đó các bạn. Là mình có thể là sở hữu xe ngay mẫu xe A-Plus thế hệ mới phiên bản 2023, hoặc là các bạn còn đang ưu ái đối với cái động cơ 150 thì mình vẫn còn nhanh tay để sở hữu ngay mẫu xe này. Thì do động cơ 150 thì Honda Việt Nam của mình nó đã ngưng sản xuất rồi, thì bên cửa hàng An chỉ còn lại số lượng cũng rất là ít và hạn chế thôi, nên các bạn có thể là nhanh tay liên hệ trực tiếp với An qua số điện thoại 0364909432 để An tư vấn cũng như là mình có thể sở hữu ngay một con A-Plus phiên bản mới. Và tiếp sau đây thì An xin giới thiệu cho các bạn, đó là phiên bản SXMO. Phiên bản này là vừa cập nhật bên cửa hàng An, phiên bản SXMO năm 2023 các bạn. Trước mắt các bạn đây là phiên bản màu trắng đen nâu, đó là phiên bản sử dụng phanh CBS phanh kết hợp đó các bạn. Như các bạn đã biết thì phiên bản SXMO năm 2022, phiên bản màu trắng đen thì Honda Việt Nam mình đó đã không còn sản xuất nữa. Nhưng mà tuy nhiên với sự yêu thích và màu sắc trắng đen của tất cả các hàng của Việt Nam thì Honda Việt Nam mình quyết định đã quay trở lại và sản xuất lên cái phiên bản màu trắng đen trở lại để phục vụ cái thị yếu của khách hàng tại thời điểm hiện tại ha các bạn. Thì cái phiên bản SXMO này hiện tại sử dụng thắng CBS thì giá bên cửa hàng An chỉ dao động từ 65.490.000 thôi các bạn. Nó chỉ dao động từ 65.490.000 thôi và mình chẳng có cơ hội quay thưởng gặp chúng xe cũng như là chúng xe SX hoặc là xe Vision nha các bạn. Các bạn sẽ xem cận cảnh về cái mẫu xe SX Mod này. Thì so về cái khối động cơ cũng như là những cái chi tiết của xe thì Honda Việt Nam mình nó đã không có thay đổi gì hết nha các bạn. Mình chỉ thay đổi về cái màu sắc sơn thông cái phiên bản năm 2023 thôi ạ. Và hiện tại bên cửa hàng An đang có những cái mẫu sơn đặc biệt như là màu cam chẳng hạn hay là màu xanh chẳng hạn. Thì đó là những cái màu sơn độ mà bên cửa hàng An đang hỗ trợ cho khách hàng để mình sử dụng đúng với cái sở thích cũng như là cái cá tính của mình đó các bạn. Tiếp theo đây An xin báo cho các bạn một cái mẫu xe cực kỳ là được rất nhiều bạn trẻ yêu thích, đó là mẫu xe Vision. Thì Vision hiện tại bên cửa hàng An đang cung cấp cho các bạn là Vision phiên bản năm 2022. Và chuẩn bị đây mình cũng sẽ được chiêm ngưỡng một cái clip Vision phiên bản năm 2023 chuẩn bị ra mắt vào ngày 13 tháng 12 chuẩn bị tới đây các bạn. Thì An sẽ riêng cái ngày hôm đó An sẽ làm một cái clip chia sẻ trực tiếp cho các bạn về cái mẫu xe Vision phiên bản 2023. Còn trước mắt các bạn đây là phiên bản Vision 2022. Tuy nhiên cái mẫu Vision 2023 thì nó chỉ thay đổi về màu sắc thôi các bạn, và nó sẽ có một số chi tiết nhỏ được thay đổi ha, và nó sẽ không có đáng kể so với phiên bản Vision 2022 này. Và đặc biệt hiện tại thì An sẽ báo giá cái chương cho các bạn về cái mẫu xe Vision năm 2022 này. Thì đối với phiên bản tiêu chuẩn thì giá chỉ từ là 33.990.000 thôi các bạn. Còn đối với phiên bản cao cấp đó thì giá chỉ dao động từ 35.990.000 thôi các bạn.
dòng xe Vision hiện tại thì nó đang rất là được bình ổn giá, và khách hàng sử dụng xe này rất là đúng thời điểm và hợp lý để mình sử dụng xe các bạn. Thì đặc biệt cái mẫu xe Vision này mình sẽ được cũng được tham gia cái chương trình quay thưởng các bạn. Và mà các bạn sẽ được hỗ trợ giá lên đến là 2 triệu đồng ha. Mình sẽ có cơ hội trúng xe SH350i, xe Vision phiên bản tiêu chuẩn. Và khi trường hợp như có, mình sẽ có cái giải khuyến khích, nếu trường hợp mình không trúng xe thì các bạn vẫn nhận được thẻ cào điện thoại trị giá là 600.000 đồng ha các bạn. Đó là tổng hợp những cái chương trình khuyến mãi hiện tại đang áp dụng cửa hàng Honda Hồng Đức 10. Thì các bạn còn biết thêm về giá hay là thông tin chi tiết trả góp thì cứ liên hệ trực tiếp với An ha. Thì hiện tại thì bên An đang hỗ trợ chương trình thu xe cũ đổi xe mới, được hỗ trợ giảm ngay trực tiếp 1 triệu đồng trên giá trị xe nè. Hoặc là chương trình công nhân làm việc tại khu công nghiệp An Nghiệp của huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đối với dòng xe Tega hoặc là xe công tay thì các bạn sẽ được hỗ trợ giảm giá là 1 triệu đồng. Đối với dòng xe số thì các bạn sẽ được hỗ trợ giảm giá là 500.000 đồng các bạn. Đó là hai cái chương trình áp dụng cho những khách hàng đang làm việc tại khu công nghiệp hoặc là đang có dự định mua xe với cái hình thức là thu xe cũ đổi xe mới nha các bạn. Thì các bạn cần biết thêm những thông tin chi tiết thì cứ liên hệ trực tiếp với An ha, qua số điện thoại là 0364909432 hoặc là liên hệ trực tiếp với cửa hàng Honda Hồng Đức 10, địa chỉ ấp Châu Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Hiện tại thì bên An đang có hỗ trợ bán trả góp, làm hồ sơ online cũng như là những cái chương trình rất cực kỳ là ưu đãi. Để biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn vui lòng để lại bình luận hoặc là liên hệ trực tiếp với An ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ạ. Xin cảm ơn.